Vâng, và chào tất cả bạn đã quay trở lại với cả trận thi đấu chung kết của giải thi đấu ESL Challenger Season 48. Và map thi đấu đầu tiên đã trải qua cách khá là nhanh chóng khi mà VP họ thể hiện được sức mạnh vượt trội map thi đấu Inferno. Và sang đến map thi đấu Path, đây là map pick của họ, thì liệu trận chung kết này có diễn ra một cách lãng xẹt tỷ số đó 2-0 hay không? Cá nhân em đang nghĩ tỷ số sẽ là 2-0 mà thôi. Tuy nhiên là chúng ta phải vào với màn hình in-game thì mới có thể biết trước được. À, ở trong cái Piston Round này thì đội hình của Furia khởi động bên phía City 4 giáp 1 cái Serato lên Smoke cũng như là 10 kit. Còn đối với cả BV thì sao? Một mình quay cướp là người lên đồ, nhưng còn lại vẫn sẽ là những cái giáp 1 thôi. Và Furia, một cái lối bắn mà có lẽ em ra thấy nhiều ở trong những đội tuyển mang cái phong thái như kiểu là Na'Vi hay thậm chí là Gambit. Bắn kẹp rất đông của Connector. Một cái khu vực mà trung chuyển giữa bom xe A và bom xe B mà nó đều có thuận lợi dành cho bất kỳ đội tuyển nào có thể chiến được nó. Nhưng Vitus Pro đã có những cái cá nhân như là vị trí của Jekinda là người đi biter ở bom xe B, chính xác là người đi tanh đầu để kiếm thông tin. Nhưng tạm thời Fira họ cũng án binh bất động thôi, không để lộ ra bất kỳ một cái thứ gì để Jekinda có thể đem về cho VP. Và với một đội hình setup như thế này, khi mà VP vào trong bom xe B mà không clear được địch nhanh thì tốc độ quay ngược trở về để hỗ trợ đến từ Furia cũng sẽ là có. Khi mà hai người từ cùng một connector có thể quay ngược lại bị shot bất cứ lúc nào. Cả sếp và drop đều bị bắn đỉnh. Bây giờ thì sếp đã nằm. Art vừa mới đang định bút đồng đội lên thì bị Flitz spam thẳng vào đầu qua quả smoke kia của Yuri, đương nhiên cũng đã lộ tiếng của mình. Đội hình của Furia đang gặp quá nhiều những sự khó khăn. Và với việc Yuri vị trí key lại để lộ ra thông tin như vậy thì rõ ràng là không còn cơ hội nào dành cho Furia nữa cả. Cerato chỉ còn lại 5 HP mà thôi. Drop thì là 2. Và bây giờ thì lần lượt các thành viên Furia đều phải nằm xuống 3 vs 2. Nhưng hai người này cộng vào máu còn chưa lên nổi 10 thì làm sao mà thắng được đây. 1-0 dành cho VP. Một ra thì Piston và những cái viên đạn của VP đạt được cái chất lượng rất là tốt, khi mà đều là những viên đạn vào đầu thôi. Thế nên chúng ta thấy rằng quay cướp ăn 3 mạng nên ADR chỉ có đó là 25. Nhưng mà anh chàng này rất nhanh chóng có được cho mình một cái cú ăn 3. Nhưng đều là những cái mạng mà đã, chính xác là những cái mạng mà đối phương đã bị làm mềm từ trước bởi Flit cũng như là Jekinda rồi. Và giờ thì Furia quyết định họ sẽ là fog buy luôn với hai khẩu scout. Rất tự tin. Và liệu nó có thể tạo ra được sự đột biến gì hay không đây? Hai scout tại một map thi đấu như là Overpass là sự chọn có thể chấp nhận được. Nhưng quan trọng là phải đạt được sự chuẩn xác. Và điều này là điều còn thiếu đến với các thành viên bên phía của Furia từ map thi đấu Inferno rồi. Một tình huống câu rùa đến từ Yuri khi mà chủ động nhảy bắn qua bức tường đá để cố gắng cấu đi được một chút máu của đối phương nhưng lại không thành công. Giờ thì King James cũng đã mở bát thành công với các mạng của sếp. Lợi thế người, lợi thế phải hỏa lực rõ ràng thuộc với VP thôi. Chúng ta thấy VP ra thiếu này họ còn không lên nhiều bom mìn. Họ chủ động lên đó là 4 AK, 1 Gali luôn. Họ sẽ di chuyển cùng nhau đổi mạng và sẽ sử dụng cái áp lực từ cái lượng hỏa lực mà họ đang có để được chuyển hóa thành ra thiếu chiến thắng. Và ít nhất thì họ vẫn đang làm khá tốt khi mà có được cho mình 2 mạng mà mới chỉ đổi về đâu đó khoảng tầm 40 HP đến từ cả 5 người thôi. Bây giờ thì đội hình của VP đi đâu cũng dễ cả. Đánh vào B là hai khẩu lục. Trên A thì cũng chỉ là một scout. Được bom mìn bên phía Furia còn sót lại không phải là quá nhiều. Họ còn smoke cũng như là nade để cố gắng sinh tồn. Nhưng sẽ được bao lâu đây? Buster biết rằng có một người ở trong khu vực toxic rồi và anh ta đang có một góc kê ngang rất đẹp. Một người dưới nước đẩy lên, viên đạn bắn thẳng vào đầu của Buster. Nhưng đó lại là một viên đạn vào đầu nhưng xuyên qua vật thể, giúp cho anh chàng này vẫn còn sống sót với 30 HP còn lại. Trong khi đó thì VP đã đi lên bom xe A từ đời nào, đặt C4 xuống và ép cho bộ bà Furia bắt buộc đi xếp súng. Bút nhau lên, liệu quái cớt có check hay không đây? Quái cớt đang bị bắn vào. Những cái viên đạn vừa rồi của vị trí cái Serato nó chưa đạt lại hiệu quả con đối với Jekinda. Móc máy đằng sau đang định bỏ người nhưng quay lại 180 độ và có mình một mạng. Nhưng với việc mà King James đứng ở ngay sau lưng thì câu chuyện này đang là quá khó. Giờ thì James liệu có muốn đẩy ra để hốt cho mình thêm những cái mạng nữa hay không đây? Cần thêm cái áp lực từ khu vực short hoặc khu vực long đẩy vào. Nhưng VP, vị trí của Buster cũng như là King James thì có vẻ như không quá mặn mà với câu chuyện đi bắt súng. Và King James và Flit, trời ơi, họ mất cho mình hai khẩu rifle và đó là hai khẩu AK. VP họ thực sự gặp cớm ở trong round thi đấu này.
Dẫu sao thì Furia cũng không nhặt lại được một khẩu súng nào cả. Nên nhìn chung thì thiệt hại dành cho đội ngũ VP chưa phải là quá lớn. Họ sẽ có thể lấy lại được lượng kinh tế mình đã mất đến từ những khẩu Mark 10 trong round thi đấu này, khi mà Furia toàn lục là lục thôi. Giáp thì không phải ai cũng có, duy nhất drop đủ tiền lên được cho mình cái giáp 1. Và để xem liệu rằng Jekinda và James sẽ cày được cho mình bao nhiêu mạng. Quan trọng nhất phải là vị trí của James, vì đây là người bắn ốp. Và lượng tiền kiếm được từ một khẩu Mark 10 là 600 đô một mạng thì những opper rất thích. Jekinda sẽ là người mở bát đi đầu. Jekinda có một rồi, vẫn chưa thể nào có hai. Vị trí của Fleet muốn cố gắng lấy thêm được những gì mà đội hình Furia đang có ở quanh khu vực connector này. Và đó là mã gục của Art. Và giờ Yuri cũng đẩy được hết khu vực long và đang tiến tới vào playground. Và hoàn toàn có thể sẽ là cái lợi thế khi mà đội hình của Furia chiếm được cái khu vực T-Ram. Lượng thông tin trả về là rất nhiều, nhưng với việc mà họ còn 3 người và những người thì đang khá xa những cái khu vực bombsite, thì VP nhiệm vụ duy nhất của họ sẽ cần phải vào bombsite để có thể đặt C4 thôi. Mà Yuri nếu như mà nhanh chân thêm khoảng tầm nửa bước nữa thì có lẽ đã có mạng ở Jekinda rồi. Và bây giờ VP biết Yuri ở đâu, làm sao để có thể sống sót được trong cái tình thế 1v5 này đây. Có lẽ một mạng thì cũng sẽ là một điều an ủi cho cá nhân Yuri. Tình huống trước đó có vẻ như là Jekinda vẫn chưa nhìn thấy được Yuri đâu cả. Nhưng mà với việc Yuri đã lướt qua được tầm nhìn của anh chàng này thì trên minimap chắc chắn sẽ hiện dấu hỏi chấm màu đỏ mà thôi. 3-0 dành cho VP. Đội hình của Furia bây giờ mới có thể full buy được. Nhưng thực sự nếu chúng ta nhìn vào màn trình diễn của họ trong khoảng thời gian gần đây thì hiếm ai nghĩ rằng họ sẽ có được cho mình chiến thắng tại map thi đấu Overpass lần này. Và đây lại là một map thi đấu được đánh giá là City Side có lợi hơn nữa. Nếu để cho VP có quá nhiều lợi thế ở lượt first half, sang second half gần như chắc chắn Furia sẽ là đội nằm ngửa. Một round thi đấu full buy dành cho Furia, và hỏa lực họ đang nhỉnh hơn VP một chút khi mà Jekinda cũng như là Buster sử dụng lại những cái khẩu vũ khí cũ. Và đội hình của Furia ở trong round thi đấu này đang bắn 3B, 2A đều là những cái lối chơi thụ động thôi. Họ không có những cái ý định muốn chiếm những cái khu vực trọng điểm như là Connect hay là B-Shot ở thời điểm đầu. Và Yuri đang tiếp cận khá gần đến khu vực middle. Nhưng những thông tin mà Yuri đem lại dành cho Furia dường như cũng chưa phải là quá nhiều. Xin flash nhưng lại không đẩy ra. Nhưng đó cũng là một quả flash mà Buster gần như không bị trắng và thôi. Súng hơi dài thì ngay lập tức sẽ phải trả giá. Và lợi thế hơn người một lần nữa thuộc về đội hình của Vitus Pro. 3B Furia thực hiện một cái góc bút để có thể nhìn ra shot, nhưng mà đối phương lại di chuyển vào long. Và điều này sẽ là lợi thế rất lớn cho gấu Nga khi mà đối phương lại không có những cái góc đứng đẹp. Họ đã phải dồn hết về ABC và chỉ để lại cái Serato ở khu vực nước mà thôi. Từng người một nằm xuống. Art là vị trí duy nhất có mạng đến từ đội của Furia tính đến thời điểm này. Safe cũng đã bắt đi được Fleet thành công. Bom sai thì đã mất từ đời nào rồi. Trên A thì còn đó là Buster nữa. Và đội của Furia có vẻ cũng đã đoán ra được đối phương có thể sẽ có một người đi Biter. Và để xem liệu rằng có bắt đi được Buster hay không. Nếu bắt được Buster thì áp lực sẽ được giải tỏa phần nào. Và có vẻ như đội hình Furia cũng đang chủ động xếp súng cả hai người ở khu vực City rồi. Giờ thì vị trí xếp đã bị ăn đạn vào đầu. Một mình AT xử lý như thế nào đây? Khi mà đúng là Furia họ khá là tinh trong cái câu chuyện là phát hiện có Biter. Nhưng mà VP không phải là họ lao lên A mà lại vòng xuống B mà thôi. Nghe tiếng bật zoom scope như này chắc chắn Buster biết AT đang ở đâu. Và sẽ gọi những người đồng đội của mình tổ quay mà thôi. Khi mà King James cũng đã đứng ở khu ABC rồi. Và King James có cái mạng thì đồng nghĩa cái khẩu ốp cũng sẽ tặng King James. Nhưng không, King James nói không với AWP ở trong những cái khoảng thời gian sớm như thế này. Và ra thi đấu chiến thắng thứ 4 đã thuộc về Vitus Pro rồi. Còn đối với Furia thì họ vẫn đang khá chật vật trong cái công cuộc tìm được hương vị chiến thắng. Rõ ràng là thông minh đến từ James khi mà biết rằng round thi đấu này đội hình của Furia cũng sẽ chỉ là half buy thôi. Thì việc có được mạng từ những khẩu ốp hoặc là cầm ốp sẽ thiếu đi sự chủ động hơn so với một khẩu AK. Và để nếu như round thi đấu này giành được chiến thắng thì VP có thể nghĩ đến phương án là Fleet tự vứt khẩu Mark 10 của mình đi, lấy AK của James, còn James sẽ buy ốp cho bản thân mình. Sự lựa chọn về mặt kinh tế khá là khôn ngoan đến từ thành viên bên phía của team VP ở VP. Nhưng mà Cacerato vừa có cho mình hai mạng A gục bằng khẩu DE này rồi. Mạng A gục thứ 3 đến từ anh chàng của Drop.
đều là những viên HD bắn vào đầu cực kỳ chuẩn đến từ đội Furia. Bây giờ Quiet cũng đang lên tiếng cực kỳ là mạnh mẽ rồi, khi mà cả RT cũng như Drop đều đã nằm. 2v2 vẫn chưa thể là biết trước mèo nào cắn mỉu nào đâu, vì trong Toxic vẫn đang còn người. Và Safe cũng đã bách ngược với bombsite B. VP họ muốn lùi, và họ sẽ lùi được thành công thôi, khi mà Furia họ cũng biết mình cần phải giữ cho cái khu vực bombsite B trở nên an toàn. Và với VP lùi như thế này thì liệu Furia có muốn lao ra để nhặt những cái khẩu súng đã rơi ở long cũng như là short hay không đây? Vẫn đang là một đội hình kẹp hai nước lên Furia. Lượng thông tin gần như là con số 0 đến từ những chú báo đen. Còn đối với gấu Nga thì họ đang băng băng trên cái con đường lao lên bom xe A đến từ Quiet là người cầm bom. Còn đối với James thì vừa trả ra quả Smoke Heaven để làm một tình huống fake. Và điều này sẽ thành công thôi, khi mà Furia họ không hề có động thái di chuyển ở trong cái khoảng tham minh. Nó cũng khá là nhạy cảm như thế này. Thực sự thì cũng không có quá nhiều lý do để Furia phải di chuyển. Họ có thể hài lòng với việc nhặt lại những khẩu rifle và đi safe. Hoặc thậm chí nếu cục hơn thì có thể nghĩ đến một phương án, đó là cầm rifle này và đi retake luôn. Nhưng tôi nghĩ rằng tình huống này đi safe sẽ làm sự lựa chọn hợp lý. Vì dù sao đi chăng nữa thì lượng kinh tế bên phía của Furia sẽ không bao giờ trong trạng thái là dư giả cả. Tính đến thời điểm này, việc giữ được cho mình hai khẩu rifle sẽ giúp cho sự... tức là những sai lầm mà Furia sẽ đỡ phải trả giá nhiều hơn, khi mà họ có những vị trí có thể bài được, kể cả khi chết chay, trong những round thi đấu mà đội Furia để thua. Rõ ràng đồng tiền ở trong set go này thì có thể giảm bớt được cái sát thương ở những tình huống sai lầm, nhưng mà round thắng thì không. Furia cần nhất đó là cái round thi đấu chiến thắng cơ. Khi mà 5 round thi đấu đầu tiên thì VP họ đã giành một cách nó vô cùng là trọn vẹn rồi. Có ốp dành cho James. Và round thi đấu trước thì VP họ đặt được C4, cũng như là những round thi đấu chiến thắng của họ cũng đã tích lũy được một lượng tiền ổn. Thì đồng nghĩa với việc cái lượng tiền sẽ không phải là vấn đề trong khoảng tầm từ 1-2 round thi đấu nữa. Còn đối với Furia, với việc họ xếp được 2 rifle thì nó vẫn chưa phải là quá ăn thua. Nhưng thôi, mèo mó có hơn không. Chính xác. Technical bow. Và theo thông báo đến từ ban tổ chức thì đây là lỗi bên phía mà Furia đang gặp phải. Lỗi này trông vẻ rất là quen, giống như những gì mà vị huấn luyện viên trước đây của Na'Vi đã nói. Cứ khi nào đội chúng tôi đang thua thì lúc đấy chúng tôi sẽ đá nút nguồn. Bây giờ thì Furia thua thật, thua rất sâu, 0-5. Chắc là cũng đá nút nguồn rồi, nhưng mà có thể thấy là Furia họ cũng trang bị và đầu tư cho những cái tuyển thủ họ một cái bộ setup reset máy rất nhanh. Đếm đâu đó chưa nổi 30 giây thì đã quay trở lại game set go rồi. Và giờ thì Furia một round thi đấu full buy, AUG cho Yuri và AWP dành cho Safe. Rõ ràng ở trong giải thi đấu ESL lần này thì Safe bắn ốp rất là tín tay. Nhưng có vẻ như ngày nay gặp phải cớm đó là VP thì câu chuyện đã rẽ thăng một cái chiều hướng khác. Và vừa rồi Yuri cũng đã mở bát thành công với cái mạng của Fleet rồi. Liên tiếp đục đẽo đến từ cả Quiet cũng như là cây Serato. Nhưng lợi thế giữa hai anh chàng này thì người nào đến từ Nam Mỹ người đấy mất nhiều máu hơn. Tạm thời thì có một chút lợi thế dành đội của Furia trong những khoảng thời gian đầu tiên. Nhưng thực sự chúng ta đã khá nhiều lần nhìn thấy đội tuyển này có được cho mình lợi thế rồi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại quăng nó đi. Hy vọng không phải là lần này. Nếu không thì trận thi đấu sẽ một chiều hoàn toàn dành cho đội của gấu Nga mất. Nhìn là check up rất cẩn thận và kỹ càng trước khi di chuyển vào khu connector cùng với cả King James. Và Tus Pro thì họ vẫn đang xé nhỏ đội hình của mình ra. Một người trấn thủ B long, một người DA long và những người còn lại sẽ cố gắng di chuyển từ connector. Đây là cái việc lợi thế khi mà bên phía T-side có được cái vị trí này. Họ rất dễ để có thể xoay hướng chuyển bài. Và giờ thì Smoke Heaven đã được trả ra, Drop vẫn còn một quả bom nữa, đó là quả Smoke. Hoàn toàn để trả ra khu vực Toxic để có thể lấy thêm phạm vi di chuyển, nhưng mà Drop chết rất nhanh. Còn đó cái Serato cũng đã lộ vị trí theo rồi. Cái Serato quá yếu máu và anh ấy không dám nhoi cái mặt của mình ra. Còn đối với Buster vừa rồi cũng đã ăn một cái viên đạn ốp hình như là vào chân thì phải. Tạm thời là 4v4 và cậu retake của Furia vẫn là còn. Góc kề quái cướp đang là đẹp, đối phương đục vào nhưng không ăn thua. Vị trí của Jekida cover từ ngoài B-long đã giúp giảm thiểu tối đa những áp lực mà vị trí anh cho quái cướp có thể gặp phải.
Và Furia đương nhiên là nên đi xếp súng rồi. Họ đang thua khá sâu. Từng khẩu súng đều có giá trị quan trọng. Ít nhất là với việc xếp lại được 3 súng thì ra thi đấu sau Furia vẫn có thể full buy được. Ra thi đấu mà vị trí của AT di chuyển độc lập và là người duy nhất tiến lên để có thể check góc ở khu vực nước. Nhưng mà với việc không ai đi cùng thì cái khu vực như là Monster chẳng hạn hay là Belong hoàn toàn thể bắn chéo lên. Và với cái kiểu retake vừa rồi của Furia thì có vẻ như họ khá là chần chừ. Họ muốn có một cái sự an toàn, họ muốn có cái sự chắc chắn hơn. Nhưng đấy cũng là một điều dễ hiểu thôi khi mà họ cũng đang liên tiếp phải rơi vào trạng thái bắn key ra. Đây, ngày hôm nay thì may quá, mấy cái nhạc tắt cầu thang mao nó cũng đã được thay đổi phần nào. Nó không còn dọa dồ hú ma các thứ như những ngày thiếu trước. Anh em Việt Nam thì cứ khoảng tầm 3-4 giờ sáng nghe mấy cái nhạc nghe nó cứ ảm đạm. Nghe kiểu thứ 6 người 3 thì trông hơi giận người. Nhạc thì đã đỡ bớt ảm đạm hơn. Nhưng mà cách chơi của Furia thì vẫn vậy. Rồi thi đấu này thì họ đang lên cho mình một setup là double op. Để xem sự hiệu quả sẽ đến được bao nhiêu đây. Nhưng mà cả hai opper được lựa chọn đều là những người đang có phong độ không thực sự quá tốt. Sếp thì là 1-4, Art thì là 1-6 rồi. Còn với VP vẫn đang duy trì một đội hình tương đối đồng đều. Chỉ có một mình Buster là người không có quá nhiều điểm mạng thôi. Vì về cơ bản là anh ấy chưa cần chơi game thì đồng đội đã làm hết rồi. Và Buster thì lại là một người có thiên đường support hơn so với những cá nhân còn lại của VP. Một viên ốp trượt hơi đáng tiếc đến từ vị trí của Safe. Còn đối với cả VP thì sao, họ cũng đã đẩy được rất đông người vào khu A-Long rồi. Thậm chí rằng có cả King James backup đằng sau một khẩu ốp nữa thì bộ đôi Jekida cũng như là Buster sẽ di chuyển một cách rất là thoải mái thôi. Yuri cầm AOG đấu với cả ốp nhưng một tình huống nhảy lên được King James. Có vẻ như anh nghĩ hơi thừa thãi. Mặc dù cái ý định thì mang cái thiên hướng check góc, nhưng với góc đứng giữa đường như thế và với khẩu AOG có khả năng bắn liên thanh thì việc mà những viên đạn có độ chính xác cao thì có mạng sẽ là điều quá là dễ hiểu thôi. Nhưng mà Yuri không biết được rằng là có bao nhiêu người khu vực A-Long. Và anh ấy quyết định sẽ lùi về để cho AT là người được kê. Bắn kẹp tận 2 ốp của bom xe A. Và giờ Safe đang muốn có những tình huống lắc ra để bắn, nhưng mà Safe lại bắn trượt, Yuri lại bắn tốt quá. 2v5 lợi thế hiếm hoi nó rõ ràng đến như vậy dành cho Furia. Có vẻ như round thi đấu này VP sẽ bỏ 20 giây. Vỏ không có một vị trí nào trên bản đồ là quá trọng yếu cả. Sẽ chủ động là đi xếp cả hai người mà thôi. Rồi thì đội chiến thắng đầu tiên đã có dành cho đội của Furia. Khi mà một cá nhân như là Yuri tỏa sáng đã là đủ để giúp cho báo đen tìm được hương vị chiến thắng. Nhưng quan trọng nếu tiếp tục phụ thuộc vào các cá nhân thì Furia sẽ còn gặp rất nhiều chông gai trong giai đoạn tiếp theo. Rõ ràng là những round đấu đầu tiên thì Furia gần như chưa để lại được ấn tượng quá nhiều cho cái sự đột biến ở cái Master Overpass này. Ít nhất ngày thi đấu hôm qua thì NineZ họ còn làm được những cái round thi đấu như kiểu đẩy hẳn khu vực Balloon ra Fountain, xin flat rồi có những tình huống chủ động cương skill luôn. Mà đối với cả Furia thì có vẻ như cái việc mà họ đang bị dẫn sâu ảnh hưởng phần nào đến cái lối chơi của họ. Và họ không dám chủ động quá nhiều. Cái sự thụ động đang được hiện hữu trên cái việc họ sử dụng súng ống. Đó là 2 khẩu ốp, bắn một cách cẩn thận và an toàn. Và bắn 4B, 3 người thì lại bút ở khu vực short. Nhưng mà VP thì họ lại có vẻ biết thừa cái mánh khóe này. Chưa một round thì đó là VP họ muốn chiếm short nhanh cả. Và điều đó khiến cho những thường boost của Furia nó sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như là tài nguyên để có thể giữ được bom site ở map Overpass này. Góc kê ốp của Art đang là rất đẹp. Và anh ta trả một spoke ra để ép cho đội hình VP phải chậm lại thêm một khoảng thời gian nữa. Đây là một quả spoke quá sâu và đội hình của VP đã qua từ đời nào rồi. Họ chủ động giặt vào với nhau cả hai người. Art không bắt đi ai, Art nằm xuống và chết chảy. Yuri bắt đi mạ gồ quái cớt thành công. Nhưng đây là một góc kê quá đẹp đến từ Drop. Và VP người cầm bom suýt chút nữa thôi đã phải nằm rồi. Đội hình của Furia có vẻ đang có những cá nhân tương đối chốc trong ngày thi đấu hôm nay.
những tình huống gần như tưởng chừng là free kill thì lại không thể có mạng đến từ Furia được, và điều này khiến cho áp lực được tạo ra bởi VP nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây, một mình Jekinda đã làm náo loạn cuộc bom site B rồi, và điều đó giúp cho Buster hoàn toàn thể sẽ là người đi đầu, tìm một cái lối đi riêng dành cho gấu Nga trong cuộc đánh vào bom site. Flash bóp vào là khá nhiều, nhưng mà sếp tạm thời vẫn chưa gặp bất kỳ cái sự khó khăn nào, cho đến khi cái quả lửa này nó liếm quá sâu thì lượng máu mà sếp mất đi là vô cùng lớn, và C4 đã thành công. VP vẫn còn đó là một quả bom, còn đối với Furia họ chỉ có kit trong cái tình huống retake này mà thôi. Lại một lần nữa đi server. Có khi nào đội hình của Furia đang muốn xếp hay không đây? Không, trông rất giống là họ đang muốn cứu bom rồi. Nhưng góc kề của James đẹp quá. James có 2. Đó là dấu chấm hết dành cho round thi đấu này của Furia. Tỷ số sẽ là 7-1 cho đội của VP mà thôi. Và Yuri cố gắng đi tìm lại khẩu ốp của đồng đội. Nhưng Buster có vẻ như là không cho. Buster không cho nhặt. Rất khổ. Thua sâu đến như thế này rồi mà địch địch không cho làm ăn, không cho một cơ hội nào để có thể nhặt về cái món vũ khí rất quan trọng. Thậm chí là Buster sẵn sàng hy sinh thân mình để đối phương không được cầm ốp. Một lựa chọn táo bạo, nhưng mà anh hiểu được lý do tại sao họ lại làm như vậy. Khi mà cái lượng tiền của VP thì nó rất nhiều. Buster hoàn toàn tự buy cho mình, còn đối với cả Furia thì sao? Vẫn có thể lên cho mình khẩu ốp đến từ cái Serato và drop lại cho vị trí của safe. Và họ đang cần sử dụng cái tactical timeout để có thể nghĩ thông, nghĩ thoáng, tìm cách giành được cho mình chiến thắng. Bây giờ thì cũng đã là 3 giờ sáng rồi. Trên cái chat thì có một bạn đang hỏi số tài khoản để donate cho bọn mình, thì cũng rất là cảm ơn bạn Mạnh Khoa. Bây giờ thì đa phần mọi người sẽ ngủ, đặc biệt là những bạn tầm tuổi sinh viên. Ngày mai, à không, chính xác là ngày hôm nay. Hôm nay là ngày toàn quốc đi học lại. Bây giờ thì quay trở lại với cả round thi đấu này thôi. Khi mà Furia có vẻ như có rất nhiều thứ cần phải học đây. Đó, họ cần có sự chủ động. AT bắt đi được thành công vị trí anh chàng Buster và giúp cho đội hình Furia có được lợi thế từ khoảng thời gian đầu tiên. Yuri với AUG lợi thế bắn nhau tầm xa, đẩy cương skill luôn tại A-Long. Và sếp cũng đã tìm được cho mình bạ gục của Jekinda. Round thi đấu này thì đội hình VP dễ thở rất nhiều rồi. Với việc mà có được hai mạng từ khoảng thời gian khá sớm thì Furia họ sẽ cố gắng đem được về chiến thắng thôi. Thậm chí vừa sếp cũng không có bất kỳ một sai lầm nào trong cái công cuộc hạ đi vị trí của Fleet. Và VP 2 vs 5 như này thực sự vẫn đang là hơi khoai. Mà chúng ta thì thấy rằng là những cái vị trí mà Quiet đang lựa chọn thực sự gặp khá nhiều khó khăn. Thậm chí Furia không, họ không muốn xin flash đẩy ra. Họ sẽ chủ động bắn một cách an toàn, họ muốn giữ tiền. Một cái quyết định theo như mình nghĩ nó vô cùng là hợp lý thôi. Chủ động trả smoke ra short. Và giờ thì VP 35 giây trông giống là họ sẽ đi xếp súng luôn. Cũng chả vấn đề gì quá nhiều về cái lượng kinh tế cả, bởi vì là mình đã đề cập rồi. Tiền của VP thực sự là rất nhiều. Còn đối với Furia, những cái ra thi đấu chiến thắng mà giữ tận 4 và 5 súng như thế này thì ít nhất nó cũng sẽ giúp cho họ đỡ được cái việc đau đầu trong cái câu chuyện tài chính. Và đây sẽ là những cái tiền đề để họ có thêm cho mình những cái ra thi đấu chiến thắng. Còn đối với Vitus Pro thì họ cũng nên cẩn thận một chút, bởi vì cũng sắp vào đến cho mình cái key round rồi. Một round thi đấu hiếm hoi mà Furia thể hiện rõ sự chủ động. Và họ đã tìm được trái ngọt thành công khi mà kiểm soát được phần lớn diện tích trên bản đồ, cũng như là những pha cương skill tầm xa tầm gần thì đều đem lại được sự hiệu quả. Giá như họ làm điều này sớm hơn thì có lẽ là trận thi đấu chúng ta đã trở nên nóng hơn rất nhiều. Còn bây giờ VP đã chạm đến con số 7 mất rồi. Và lượng tiền này của họ vẫn chưa hết. Round thi đấu này để thua mà đạt được C4 thành công thì vẫn có thể buy được trong round sau. Còn với Furia, tất cả mọi round thi đấu đều quan trọng cả. Thì đây là sai mà họ được đánh giá là có lợi hơn. Được rồi thì VP vừa chả có smoke ra để dập lửa, nhưng tình huống dập lửa nó có vẻ là hơi quê thì phải. Nào, Furia thì họ lại chủ động muốn đi hai connector để bắt người ở short.
Nhờ VP như đã đề cập rồi, chắc là Furia họ biết thôi. Không bao giờ có một ý định nào muốn chiếm khu vực shot nhanh cả. Rathiro trước có người đẩy ra shot với tốc độ cao thì ngay lập tức đã phải trả giá. Và đó chuyển hóa thành một Rathiro thua dành cho gấu Nga. Họ sẽ chủ đánh chậm rãi lại một chút, bắt đầu bóp phạt đẩy vào. Ui, cây Serato bị bắn một phát vào đầu đến từ quái cớt. Rob chưa lộ vị trí. Và có vẻ như VP họ cũng không quá quan tâm rằng là có người ở đấy thật sự hay không. Cứ trả sớm bóp trả lửa cho nó cẩn thận đã. Bây giờ thì đã lộ vị trí rồi, nhưng Rob vẫn thành công được Buster. Nhưng C4 đã được hạ xuống đến từ Jekinda. Và đội hình của Furia họ còn đó là Smoke và Kit để retake bút nhau lên. Nhưng giờ Fleet sấy vẫn ra rất tốt. Double kill hay không đây? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. 4 vét 2, sếp thậm chí còn đang bị ăn nết. Và đội hình của Furia họ đang có dự kiến muốn rút lui. Bắt trượt như này thôi, sếp ơi, chạy đầu cho khỏi nắng bây giờ. Ba chân bốn cẳng chạy về và Jekinda không thể nào bắt được sếp. Double kill là điều không có, thì đồng nghĩa việc Quiet sẽ là người có mạng mà thôi. 8-2 dành cho Vitus Pro. Một round thi đấu mà phải nói đội hình của VP chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Họ đẩy cao tốc độ đột ngột và di chuyển trực tiếp vào khu vực bom side B. Nạn nhân xấu số nhất trong round thi đấu vừa rồi có lẽ là Xerato. Khi mà vừa mới thấy ánh chớp của quả flash thôi, đã thấy mình nằm rồi. 8-2. Và chắc chắn là VP sẽ là đội tuyển có được cho mình lợi thế khi lượt thi đấu first half này kết thúc. Bây giờ anh hỏi em nhá, anh nghĩ rằng Fuya lên được 7 không? Không. Anh nghĩ là không xong. Em nghĩ là không chỉ mình em đâu, không ai có niềm tin là Fuya lên được 7. Vì về cơ bản là chúng ta cảm giác VP bắn đang rất là tự tin. Họ bắn ao được về khả năng di chuyển, kiểm soát bản đồ tại cả hai map thi đấu tính đến thời điểm hiện tại. Và rõ ràng điểm chung của cả Overpass cũng như là Inferno đó là càng có nhiều được diện tích bản đồ thì bạn càng dễ chơi. Tôi rất đồng tình với cái quan điểm mà Hana vừa đưa ra. Và quay trở lại ra thi đấu thứ 11 thì Furia đây rồi, họ đã có cái lợi thế khi mà bắt được cái đầu tàu Jekinda. Mà rõ ràng ngày thi đấu hôm nay thì VP họ vẫn còn đó là Quiet, còn đó là Fleet, chứ không phải để cho những ngày thi đấu trước Jekinda miệt mài làm việc và là gánh kèo số 1 của VP. Và giờ thì Vitus Pro họ sẽ xử lý như thế nào đây? Có vẻ như rằng là Furia cũng đã phép lại ra rất nhiều thông tin của đối phương rồi. Và Fleet đã phải ra đi mãi mãi. Lắp một kill liệu có hay không đây? Câu trả lời là có, khi mà cương là lựa chọn hoàn toàn chính xác đến từ sếp. Nhưng sau quả smoke này còn đó là Quiet. Và sếp đang di chuyển độc lập khá là tự tin ở ngoài khu vực middle này. Và Buster nếu bỏ qua có lẽ sẽ là cái chết thôi, khi mà đã có cây Serato là người có vị trí đẹp và được kê trước rồi. Thậm chí rằng là Quiet nếu không có những cái bước di chuyển tiếp theo hoàn toàn có thể sẽ là một cái chết bởi tình huống móc máy của vị trí drop. Quái cớt vẫn đang án mình bất động, không có một chút thông tin nào được tạo ra cả. Đội hình của Furia trong thi đấu này họ vẫn đang giữ nguyên đội hình của mình, rất hợp lý mà thôi. Quả C4 thì đã rơi, những vị trí đẹp đều chiếm được, góc nhìn vào quả bom là quá trực diện, chưa kể drop còn cắt đường di chuyển quay ngược trở về đến từ cái tay nguyên của VP tại connector nữa. Thì đội hình của Furia cũng không sợ bị móc máy. Nhìn chung thì nếu như Furia họ làm những cái điều này sớm hơn, họ có những cái nhân tố có thể đẩy ra một cách chủ động, thì có lẽ rằng chiến thắng nó sẽ có được nhiều hơn rồi. Và chúng ta thấy rằng vị trí của sếp ở trong round thiếu vừa rồi đã quẩy ở khu nhà vệ sinh thực sự là banh nóc. Và giờ thì trả ra một quả smoke vơi vơi để có thể làm một cái góc bắn ốp đẹp, mà với một quả flash thôi, VP họ đã counter hoàn toàn tình huống di chuyển nhanh của safe. Và Yuri cũng đã tận dụng được cái khoảng thời gian đó để đẩy được một góc đứng đẹp của cuộc background rồi. Chính xác là A-Long. Đội hình của VP bây giờ đang dần dần di chuyển ngược khu vực bom side B. B-Long nó có tổng cộng là cả 5 thành viên và lượng bom min của họ vẫn là đủ để thực hiện một tình huống setup. Nhưng trong bom B của Furia bây giờ đang có 3 người. Và drop lại một lần nữa góc kề này, cắt đứt hoàn toàn những người đi trước và những người đi sau. Đây là lúc Fleet cần phải thể hiện khả năng của mình. Anh ta có check lại hay không đây? Những người đi đầu tiên không ai nằm thì làm sao nghĩ được ở đó có địch. À thì bắt đỉnh Jekinda thành công, quay cất có cho mình bạn. Rồi Cassandra cũng là điều tương tự với Fleet, đổi mà là quá nhanh như tình huống với L3 vs 3. Nhưng không còn điều đó nữa khi sếp đã quay trở lại với khu vực bom side B thành công.
đội hình của VP đang tan vỡ từ từ theo thời gian. Buster và James là hai cái tên còn sống sót cuối cùng và họ hết bom mìn. Nhưng Buster bắt được drop thành công. Nhưng vẫn còn một vị trí, đó là Yuri ở short đang tiến vào nữa. Và có vẻ như không một ai ở VP biết đến điều này. Giờ thì vị trí đã lộ ra, nhưng đây là tình thế 1v2. Buster một tình huống bớt tốt, bắt được cái tên safe. Và Yuri xử lý như thế nào đây? Sau Yuri vẫn còn kit, nhưng Buster là player bắn tốt hơn rất nhiều. Một góc đứng mặc dù phải kê cả hai đường, nhưng Buster vô cùng bình tĩnh. Và một tình huống vẩy tâm tốt đồng nghĩa với việc VP có được ra thì là chiến thắng số 9. Quá đáng sợ. Round thi đấu tưởng chừng như là đội hình của các thành viên Furia đã đẹp lắm rồi, nhưng Buster vẫn có thể hạ gục đi được cả hai cái tên còn sót lại của đối phương thành công, và đem về round thi đấu chiến thắng dành cho gấu Nga. Furia round thi đấu này theo chủ đó là Foxby luôn, khi mà lượng kinh tế từ các cá nhân là tương đối lệch nhau. Drop đâu đó chỉ khoảng 1.900, trong khi có những người tiền lên đến 4.000. Thì việc Foxby để tất cả cùng quy về một mốc tài chính chung làm sự lựa chọn hợp lý. Và tỷ lệ chiến thắng của round thi đấu Foxby này cũng không phải là thấp. Yuri bắt đi được Buster thành công rồi. Thì có mạng của James. Nhưng ở đây Quiet vẫn đang quẩy, và Quiet ở đúng viên đạn cuối cùng thì lại đủ để hạ gục đi cái tên Ati, đưa pha xử lý về là 3v3 dành cho cả hai team. Cái Serato lộ tiếng, và giờ thì Quiet được bắn trước. Một tình huống di chuyển mà anh đánh giá rằng là không cao đến từ cái Serato. Đã xác định là đi để kiếm thông tin, đi để có thể đổi mạng thì không nên lộ tiếng động ở bất kỳ thời điểm nào. Thậm chí trong cái tình huống đó còn có cả một người ở Connector, đó là cái tên Jekinda. Và lợi thế bất chợt xoay chuyển giúp cho Vitus Pro hơn một người. Thậm chí rằng nếu như gấu trắng đặt được bom thì sẽ rất khó để Furia có thể retake. Khi kit thì là không có, và bom mìn thì dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh. Thời gian vẫn là ổn đối với VP, nhưng họ cần phải nhanh chân hơn để có thể chọn cho mình một cái lối đi. Và có vẻ như sẽ muốn đánh vào cuộc bom side B rồi. Còn đó là một flash và một smoke, nhưng góc đứng này của Yuri một góc đứng khá là thuận lợi. Và người cầm bom lại là cái tên Fleet, người đang di chuyển đơn lẻ. Nhưng Yuri không được chết, và Yuri đang có những cái tham minh của riêng mình, cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Khi mà VP họ đợi cả hai đường cùng đi check bảng gỗ để cho nó cẩn thận. Thậm chí là Quiet cũng sẵn xác định từ đầu là không cần những tình huống bắn nhau, sẽ là nhảy hút đạn cho đồng đội của mình. Và bây giờ safe có đoán ra được góc đứng này của Fleet hay không đây? Một góc đứng rất bố đời. Góc đứng này đương nhiên Fleet là người lợi thế hơn. -99 đến từ Fleet, rất đen đến từ đội hình của Furia. Cái Fleet chỉ còn lại dư nhất nó là 1 HP mà thôi. Hãy cùng xem vị trí của Quiet đang có những round thi đấu xử lý là vô cùng tuyệt vời. Viên đạn cuối cùng The Last Bullet đã giúp cho VP có được lợi thế. Và giờ thần may mắn còn hiển linh nữa, thì thực sự Furia rất khó để có thể vô địch cái giải thi đấu ESL Challenger lần này. Round thi đấu này thì đội của Furia cũng không có quá nhiều cơ sở để giành chiến thắng. Họ đều là lục thôi. Họ đã từng có những khoảnh khắc xuất thần của Serato với khẩu đề trên tay. Nhưng lần này thì có quay lại được hay không đây, khi mà Quiet sẽ là đối thủ của những anh chàng này trong khu vực bom side B. Và một Quiet với phong độ cao thì tôi nghĩ không chỉ Furia mà gần như chẳng có một đội tuyển nào muốn gặp cả. Xử lý rất khéo được Quiet khi mà thấy đó là góc đứng khó và chủ động lùi về ngay. Nhưng ít nhất về cái diện tích map thì Furia đang chiếm được rất nhiều rồi. Yuri đang có dự định muốn đẩy lên khu vực T-Bay. Và nếu di chuyển thêm thì sẽ là cái thế bánh mì kẹp thịt. Nhưng mà liên tiếp là những cái tình huống húc cổng đến từ VP. Họ có cho mình 3 mạng với tốc độ là rất cao, khiến cho tình huống đẩy của Yuri gần như không có tác dụng gì cả. Thậm chí quay cất check lại ra sau thì đúng là không thể làm được nhiều gì nhiều hơn. Và cây Serato cũng chỉ là một cái chết. 11-3 dành cho Vitus Pro. Và Furia round thi đấu cuối cùng này thì họ sẽ full buy đầy đủ 100% mà thôi. Flat rất điệu, quả flat đẹp, support rất tốt đến từ các thành viên của Furia cho nhau. Nhưng mà mỗi tội là địch mù trắng xóa, nhưng mà họ đông quá. Tất cả cùng spam. Họ cổng thôi. Tất cả cùng spam, kiểu gì cũng sẽ phải có người bắn chúng. Nào, Furia liệu họ có thể lên nổi con số 4 hay không đây, giống như gì họ đã từng làm ở Mathilde Inferno này. Một round thi đấu mà có thể thấy rằng là King James
có vẻ như cái số mạng hơi ít, thế nên không mặn mà việc bắn ốp cho lắm. Và giờ thì góc đứng Yuri là đẹp hơn, cũng như một tình huống bắn tốt đã giúp cho Furia một lần nữa có được cái lợi thế hơn người. Nhưng mà chúng ta rất khó để có thể nói rằng Furia sẽ giành chiến thắng gần như là khoảng tầm 80% với việc mà họ đang bắn với lợi thế là 5v4 được. Rất nhiều lần họ đã đánh rơi nó một cách vô cùng đáng tiếc rồi. Thường trong những round thi đấu mà Furia đang gặp khó thì Sếp và Yuri sẽ là những cái tên lên tiếng. Và lần này thì không cần đến vị trí của Sếp cần phải lên tiếng vội. Ngay lập tức AT cũng đã làm tốt và drop bắt đi quái cớt thành công. James và Buster một lần nữa bị đẩy vào pha xử lý khó. Có lẽ tỷ số sẽ là 4-11 dành cho đội của Furia mà thôi, khi mà James đã nằm xuống rồi. Buster thì cũng đã lộ thông tin của mình ra và 58 HP mà clutch được 1v5 thì ảo quá. Nào hãy cùng xem liệu Buster lật được bao nhiêu mạng đây. Trước đó thì là 1v2 thành công rồi, nhưng đối phương bắt đầu đẩy ra thì cái khả năng di chuyển của Buster sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Và chúng ta lại có một tỷ số giống như cái Master Inferno, đó là 4-11. Và bộ đội Caster xin phép anh em nghỉ trong khoảng tầm từ 2 đến 3 phút để đến với lượt chơi second half. Nào, Piston Round, một round thi đấu vô cùng quan trọng và nó là tiền đề giúp Furia trở lại cái map thi đấu Overpass này. Còn đối với cả VP thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội vô cùng lớn để họ có thể dứt điểm đi map thi đấu thứ hai và lên ngôi vô địch giải thi đấu ESL Challenger Season 48. Giải thi đấu diễn ra trong một khoảng thời gian không phải là quá dài, chỉ là 3 ngày thôi. Mỗi
đội sẽ thi đấu, nếu mà nhiều nhất nó sẽ rơi được khoảng tầm 5 trận, còn ít nhất như kiểu VP thì nó chỉ rơi đó khoảng tầm 3 trận mà thôi. Và giờ thì các thành viên của team Furia ở trong round này họ đang tràn lên khu collector cũng như khu VP tốc độ rất cao. Còn đối với cả VP thì sao? Họ có Buster đang là người giữ được ở khu vực short. Quả flash trả ra không có bao nhiêu tác dụng cả. Buster vẫn kịp có cho mình làm một, và Jekinda thì bắt được cái đầu cái Serato. Nó đẩy ra ngoài khu vực long là khá hiệu quả và đã có smoke che short rồi, thì Furia đang muốn đảo hướng. Nhưng mà đảo cánh thì liệu có thể đem về cho mình đó là chiến thắng hay không đây? Một quả flash hơi bóp. Nhưng mà không sao cả, vẫn có thể lùi về được thành công. Khi mà lợi thế vẫn đang được bảo toàn, nhưng vừa mới dứt câu phát thì Yuri đã hạ được King James ở cục bom xe A, tạo được một cái lối đi riêng dành cho Furia và khiến cho Vitus Pro phần nào đó họ đang phải tập trung lại về cái khu vực CTA bom xe A này. Có vẻ như là VP đã bị lừa. À, chỉ có một mình Yuri thôi. Nhưng mà bây giờ đội hình của Furia lại đang di chuyển thẳng từ connector lên A thật này. Và Jekinda bắt đi được cái đầu của Yuri. Oh. Fleet vẫn còn giữ lại ở B. Và nếu không clear được Fleet thì coi như là đội hình Furia sẽ phá sản hoàn toàn kế hoạch. Nhưng may mắn quá, RT lại là người bắn tay to hơn. Và đang giữ được một góc đứng rất đẹp cho những người đồng đội của mình. Chiếm được ABC và RT biết rằng sẽ có địch ở trên Heaven thôi. Một round thi đấu retake không có kit, và drop là người có được cho mình cái mạng của Jekinda tiếp theo. Thì với một góc đứng ở nước, rõ ràng bắn lên Raven sẽ là vô cùng sướng. Đó là lý do tại sao mà bắn bên phía T-side, map the overpass, bom side B, điều đầu tiên cần phải làm được đó là clear được nước. Clear được mà giữ được cả nước nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Các bạn để thấy rằng khu vực nước là cái khu vực mà nó là cái khu vực nó liên kết giữa Heaven rồi ABC đến thuộc bom side B. Giữ được cái mạch cắt đấy thì gần như nó sẽ là cơ hội rất lớn dành cho bất kỳ đội tuyển nào ở bên phía T-side. VP chủ động chơi an toàn. Họ sẽ eco luôn trong round thi đấu này và bắt bài 5 người tại khu vực bom side B. Nếu như đội hình các thành viên Furia tanh vào đây mà không cẩn thận thì xác suất mà họ để thua cũng không phải là nhỏ đâu. Vì dù sao chúng ta cũng đều biết tay của VP không phải là bé. Jekinda có một DE, một viên vào đầu là một người nằm. Mà người nằm này thì lại không phải là bên phía của Furia mà là Jekinda mất rồi. Đổi sang DE để Buster. Với việc đổi như thế thì chắc chắn là Furia biết rằng sẽ có ít nhất là một B. Và giờ nhoi đầu lên thì có lẽ thông tin sẽ nhận về là không có bao nhiêu cả. Nhưng với việc mà đội hình của Furia họ đang khá là chậm rãi trong cuộc đánh vào bom sai, và thậm chí rằng họ vào bom xe A như này thì chiến thắng chắc chắn sẽ gọi tên thôi. Bắt được người duy nhất đứng canh A là Buster thì chiến thắng sẽ được củng cố thêm. 6-11 dành cho đội ngõ Vitus Pro, chính xác Furia. Nhưng nhìn chung thì họ cũng đã làm tốt hơn Map Throw Inferno rồi. Bây giờ thì Fleet nhoi mạng ra cũng chỉ để cho Xerato có được những điểm kill mà thôi. Tình huống khá dễ dàng dành cho đội hình Furia khi mà đối phương đang chủ động là Eco. Không quá nhiều thứ để nói về round thi đấu này. Thậm chí họ không để mất đi một máu nào cả. Đó là một yếu tố tốt. Không nên để mất súng trong những round thi đấu đối phương Eco. Và điều này sẽ phần nào đó giúp bạn tìm lại được tay tốt hơn. Quái cớt cũng đã bắn được vào đầu của Safe thật đấy. Nhưng không ý nghĩa gì cả khi đây là một khẩu USP. Hai viên thì mới là đủ. Rõ ràng các thành viên của team Furia nếu như mà họ được bắn nhau nhiều, họ bắn tốt, họ vào tay thì vẫn luôn là một đối thủ vô cùng là nặng ký với bất kỳ đội tuyển nào. Nhưng VP thì họ vào tay sớm hơn, họ có được lợi thế chiến thắng ở map đầu tiên. Thì điều này sẽ đẩy Furia đến một cái áp lực là họ buộc phải bắn tốt cho dù ở bất kỳ thời điểm nào. Ít nhất khoảng cách nó đã được rút về còn đó là 5 round rồi. Nhưng có phải là còn 4 hay không thì nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào round thi đấu này. Một round thi đấu mà King James đã có ốp và ngay lập tức nó đã đạt được cái độ hiệu quả khi hạ thành công được drop. Thế nhân sự từ sớm mà đội của VP thậm chí có thêm thông tin về người ở short đến từ các thành viên của Furia nữa, đó là Serato với khẩu Mark 10. Một quả nết được trả ra cũng khá điệu, nhưng hiệu quả thì lại bằng không. Và với setup 3 bom side B như thế này thì rất khó để Furia có thể đục thủng được chỉ với một cá nhân. À thì cần có thêm những người đồng đội của mình quay ngược trở về. Ồ, anh ta cũng đã bắn được thêm được vào đầu của Buster rồi.
Gần như đã clear khá nhiều góc cho những người đồng đội của mình, nhưng mà Jem ơi vẫn không cho in-game leader của đối phương được chơi game quá nhiều. Cerato thì vẫn lộ thông tin đang ở quanh quần khu e-shot này, và làm sao mà chạy được về connector đây. Hết dành cho Furia. Đó gần như là điều chắc chắn khi mà vị trí của Sếp còn lại là 16 HP. Còn Yuri thì đang phải tìm cách vượt qua họng súng của King James. Và thôi, Yekida bắt được Sếp thì một mình Yuri đang quá là khó khăn. Có lẽ sẽ xếp súng ra ra thi đấu sau thôi, chứ ra thi đấu này cơ hội nó sẽ là con số 0. Đối với cả Vitus Pro, ra thi đấu chiến thắng rất kịp thời. Và giờ Yuri nó muốn tăng vào, nhưng thậm chí hơn Yuri. Anh cảm giác rằng cái tình huống vừa rồi Yuri đặt tâm không được chính xác cho lắm. Biết rằng quái cớt đã giạt sang bên tay phải, nhưng mà khi tiến đến cái khu vực đường dài thì Yuri mất đâu đó khoảng tầm nửa nhịp mới quay tâm sang. Thì cũng có hiểu được cái tâm lý cũng như là cái phong độ của Furia ngày thi đấu hôm nay, cũng như là Yuri nó đang không được ở cái trạng thái như thế nào. Tình huống này Yuri có vẻ như là đang một kéo tâm từ trong tường ra để bắt vị trí của quái cớt. Anh ta đoán là quái cớt đang đã di chuyển được xa hơn về bên phía bên tay phải rồi, chứ không phải là đứng cương tầm gần đến như vậy. Thông thường có lẽ trong một ngày đẹp trời thì vị trí của anh chàng Yuri sẽ chuyển một counter strip, check từng góc một, thì có lẽ là sẽ bắt được quái cớt thành công. Nhưng quay trở lại round thi đấu này, Cerato vừa phải nằm xuống với tình huống đẩy khu vực connector của Yekida, và Yekida một lần nữa có mạng. Mọi người bị bắt lại là Yuri. 3v5, Art thì đang yếu máu. No hope dành cho Furia. Yuri rất tinh danh tận dụng quả smoke đối phương trả ra để phải bò. Nhưng mà Yekida lại là người quái hơn cơ. Ít nhất là Furia họ cũng có nhân tố đã vào được đến khu vực long rồi, và có vẻ như VP bây giờ họ mới biết. Họ đã phát hiện ra quả bom drop và drop ngay tức nằm xuống. AT không để lại được quá nhiều dấu ấn ra thiếu này. Một bình xếp 1v5 thực sự là quá khó. Cái tên thì là an toàn, nhưng mà lối chơi luôn bị đặt trong cái tình trạng đó là nguy hiểm. Khi mà cả short cả connect đều là những cái vị trí mà VP hoàn toàn có thể đứng ở đó. 13-6 dành cho gấu Nga rồi. Và hoàn toàn sẽ là 14 khi mà Furia round này họ sẽ phải eco thôi. Ồ, như vậy là Yuri muốn giạt cùng với quả smoke của mình. Không, smoke đấy là smoke của Yekida nhá. Đó là smoke của Yekida. Đấy, đã check ở trên minimap. Thế nhưng mà anh em nào để ý một chút, quả lửa, quả smoke, nó màu xanh nước biển thì đó là của CT, còn màu vàng thì nó là của bên phía T-side. Điều này anh em có thể khá là nhận biết khá là dễ, đó là quả smoke của ai. Mà Yuri quả tình huống đó thì cũng phải đánh giá là khá tinh danh đi, nhưng đáng tiếc thì lại không thành công thôi. Round thi đấu này Furia đang fox bài và muốn chơi láo ở khu vực Belong, nhưng mà không có một cách nào để vượt qua được hệ thống hàng phòng ngự của các thành viên VP cả. Buster và Quiet, hai người clear cả năm. Một round thi đấu fox bài khá lãng xẹt. Rõ ràng là cái tấm lá chắn của Vitus Pro trước khi vào bóng sai đều là những player có khả năng bắn tay rất to, như là Yekida, như là Buster, như là Quiet, chứ không phải là Harry Maguire với cả Wan-Bissaka các thứ đâu. Nên rằng là cái sự chắc chắn luôn được đặt lên hàng đầu. No look defend. No look defend. Harry mắc cười. Và giờ thì lay up thẳng hàng, và James cũng chỉ có một thôi. Hơi đáng tiếc một chút, một ra thì nó muốn thi đấu chủ động, nhưng giờ Yekida góc đứng này thì còn rời Furia mới check. 1, 2 và 3 dành cho Yekida. 4 luôn đi cho nó cẩn thận nào. Và đúng là như vậy rồi. Xây nối lực quá ghê đến từ player người Latvia. 15-6 dành cho VP. Họ đang có cơ hội rất lớn để có thể end đi cái match overpass này. Máy đẩy Yekida. Chúng ta chắc chắn phải được xem lại tình huống transfer spray thứ 3. Chỉ có một từ thôi, đó là hoàn hảo. Viên đạn găm thẳng vào đầu của Drop. Drop không phải là một mẫu tuyển thủ bắn ốp, nên nhìn chung là phản xạ anh ta cũng đã chậm hơn so với phần lớn các opper rồi. Nhưng thực sự pha đó mà kể cả cho một opper nhanh tay đi chăng nữa thì cũng không có đủ thời gian để phản ứng kịp. Thậm chí Yekida bắn cũng phải công nhận rằng là không hề có một cái cơ hội nào để Furia có thể nhả đạn ra, chứ đừng nói cái câu chuyện là có trúng vào đầu hay không. Và đây, nhạc của Tatsuo Tabao nó cũng đã trở về cái trạng thái âm u rồi. Âm u những cái tiền đồ của các thành viên Furia trong cái trận thi đấu chung kết này vậy. Họ đã phải cứu 9 cái bắt spoil.
Và trong cái match point đầu tiên này, cái lượng bom mìn họ cũng đã không phải là đủ đầy 100%. Họ thiếu mất 3 quả lửa. Những quả lửa trong match hero pass nó mang cái tầm cỡ là vô cùng quan trọng. Và giờ thì Furia họ đã đang muốn áp lực lên khu vực short. King James đang muốn boost nhưng mà đã bị phát hiện ra. Đấu skill thì Keserato ít nhất cũng đã được Buster rồi, khi mà cả hai người này đều có những thứ đặt tâm chưa chính xác. AT muốn đẩy ra để bắt người, nhưng King James đã phụ trợ rất nhanh chóng. Tạm thời là 4 vết 4. Lượng máu thì có lẽ không phải bàn đến quá nhiều, 22 với 8 thì nó cũng chỉ là một viên đạn vào người thôi. Và Furia sẽ xử lý như thế nào đây, khi mà như đã đề cập bom mình họ đang là khá yếu ớt. Và với những cái vị trí họ đang có được thì gần như không đem lại được quá nhiều thông tin. Jinda biết có người có connector nhưng Jinda vẫn kê rất trì, lại bút nhau lên để bắn một cách chủ động hơn. Và Fleet đã bắt được drop rồi, 4 vét 3 và sẽ là 4 vét 2 thôi. Jinda đẩy ra như này thì có đằng rời Yuri mới nghĩ ra được. Nào có muốn làm tình huống chim không? Không, bắn luôn cho nó cẩn thận, khi mà đối phương hoàn toàn có thể quay đầu 180 độ để phải back về bom sai A. Nhưng giờ chính Jinda cũng đang bị kẹt. Nhưng Jinda hoàn toàn phải chọn cho mình một cái lựa chọn an toàn, đó là giữ lại cái connector này và để những người đồng đội có thể lên cuộc bom sai A và trấn thủ. Nhưng VP thì lại nói không, họ bắn đến tận 3B và giờ bắt đầu có những tiếng bách về. Yekinda sẽ cố gắng giữ chân Cerato. Và đây lại là người cầm quả C4, nhưng rất đáng tiếc là tham minh của Yekinda lại là sai. Nếu đó là một tình huống mà Yekinda không quay tâm đi thì có lẽ là câu chuyện đã kết thúc từ đời nào dành cho đội Furia rồi, bởi vì sếp không thể nào đủ thời gian chạy ngược lại mít đồ nhặt quả C4 quay về A để đặt kịp được khi mà Jekina vẫn còn ngủ ở đó. Một round thi đấu mà Furia họ đã tận dụng rất nhiều những cái lợi thế, cho dù nó là lợi thế nhỏ thôi nhưng nó đã chuyển hóa được thành những cái mạng thi đấu vô cùng quan trọng. 4 vs 2 nhưng giờ là 2 vs 1 và có lợi cho Furia. Fleet nếu như một retake sẽ cần phải nhanh chóng hơn, nhưng đây là quả bom đặt rất đẹp và có lẽ sẽ là save up cho King James thôi. Hay là giữ lại AK đây, một khẩu súng không thể mua được bên phía City, nhưng Stamming có vẻ như là ổn nha. Đối phương tham lam ngay lập tức, vị trí của sếp đã phải ra đi. Đánh vào lòng tham thì thực sự là rất đau, và Fleet đã thành công với điều đó, giữ được khẩu ốp dành cho King James. Và round sau thì VP vẫn có thể bay được khi mà Quiet và Jekinda cầm trên 10k tiền. Tiền như thế này thì có khi phải bay được cho thêm một đội nữa. 5 người vẫn là hơi ít. Bắn 3 team hả em? Ngụy Thục Ngô à? Đúng. Thế Ngụy Thục Ngô chắc Jekinda là quan văn trường à? In game leader Lưu Văn Bị. Đúng thật, tiền của Virus Pro thì hoàn toàn phải bao chọn một cái line up team với đầy đủ súng ống. Và đây, một round được full buy, còn Furia round trước có mất 4 súng. Nhưng round này đã có những lời phải bắn chơi Mark 10 rồi, nào là Gali. Và giờ thì thôi, không phải King James mà đó là Jekinda. Quả flat đến từ Buster. Và đó là một quả flat, nếu như anh không nhầm thì là quả flat ném vào cái lỗ connector. Đúng. Cái lỗ mà gần như cái tỷ lệ né mà nếu ném chuẩn thì nó là quả pop flat. Chính xác. Và Jekinda ui, đúng là làm bố rồi, nhưng mà Keserato rất kỹ, kiểm tra lại và ngay lập tức có mạng. Nhưng lợi thế vẫn đang được bảo toàn dành cho VP. Dẫu sao thì đối thủ lớn nhất cần phải đánh bại được chính mình. Đúng. Map đầu tiên thì Furia lên được 5. Ừ. Map này lên được 7 là tốt lắm rồi. Chứ còn những cái tình huống mà đã thua người rồi, tôi nghĩ là Furia cái tỷ lệ chiến thắng họ rất thấp. Trong bom sai B thì vẫn đang còn người. Và đó lại là Buster cùng với Quiet. Hai cá nhân đang rất vào tay của bên phía đội hình VP. Không còn quá nhiều lượng bom mìn dành cho đội của Furia nữa. Họ còn đủ 2 smoke thật. Có lửa để có thể check toxic được thành công, có thể trả thêm một quả lửa nữa xuống nước. Nhưng quan trọng nhất là không có flash thì vào bom sai chay. Có lẽ là nếu đấu tay chay thì VP cũng ăn được rồi. Và giờ thì ném lửa ra, Quiet đang bị đẩy lui. Những dark smoke trả vào để có thể chủ động bắn nhau luôn. Và đó là quyết định vô cùng sáng suốt. AT biết làm sao, có 2 shot đầy và 16-7 dành cho đội của VP. Một VP thể hiện được cái phong độ quá tốt. Mà nếu xét về cái năm 2022 đi thì anh nghĩ rằng VP họ sẽ là đội có được cái sự thay đổi khá nhiều, khi mà những cái cá nhân của họ bắn càng ngày càng hay. Còn King James thì có những cái chiến thuật đi vào lòng người chứ không còn là đi vào lòng đất trong cái khoảng thời gian đâu đó giữa năm 2021 nữa. Đúng, hoàn toàn đồng ý. Rõ ràng là đội của VP đã trưởng thành hơn rất nhiều.
và họ có được cho mình một chiếc vô địch này cũng là điều hoàn toàn xứng đáng mà thôi. Mở đầu cho một năm 2022 có lẽ là sẽ khá là hứa hẹn dành cho không chỉ VP nói riêng mà cả khu vực CIS nói chung nữa, và hy vọng là đội tuyển này vẫn sẽ còn thành công hơn trong tương lai. Còn thời điểm hiện tại chúng ta đã đến với khung giờ là 3 giờ 30 phút sáng rồi của một ngày khá là đặc biệt trong năm. Không, thực ra đặc biệt thì chắc là không phải mấy anh em trên kênh chat. Thôi, ngồi này giờ này mà ngồi xem thì chỉ có hai trường hợp. Một là bảo người yêu anh đi ngủ đây. Hai là không có người yêu. Đấy, nhưng mà anh nghĩ cái trường hợp mà không người yêu nó sẽ chiếm khoảng tầm 70%. Okay. Đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng chúc là các bạn, những bạn nào có người yêu thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Còn với những bạn nào không có người yêu mà đang có mong muốn thì có thể kiếm được cho mình một tấm chân tình ở ngay trong ngày hôm nay. Và thời điểm hiện tại, bộ đội Caster Hana cũng như là Việt Ô cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn vì đã theo dõi đến giờ phút này. Cảm ơn anh em và chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau trong những buổi tường thuật trực tiếp tiếp theo. Bye bye.